Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay anh Hoàng đang nót gạch ở dưới sàn nhà chùa Xá Lợi, tầng dưới trong khu nhà bếp. Mới thoảng qua một buổi sáng, vừa qua buổi chiều 2 tiếng, anh Hoàng đã nót xong 1/2 cái nhà bếp rồi. Tận lực nót cho thật nhanh, bởi nay là mùa đông, trời có lúc nóng lúc nào. Nếu như hôm nay trời ấm, nót không cho thật nhanh, ngày mai trời lạnh, thật khó có thể xong được. Cảm ơn anh Hoàng đã miệt mài gia sức liên tục, và hy vọng vài tiếng sau nữa anh có thể làm hoàn tất cái nền nhà 1220 square feet này.